Rồi, chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng cộng là 9 con máy. Trong đó là 5 con hàng của Mỹ sản xuất và 4 con còn lại là hàng của Nhật. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Tất cả những máy này em đều ship COD nha anh em. Anh em nào nhận hàng kiểm tra hàng thì thanh toán. Hàng mà không như em nói thì gửi lại cho em cũng được, không sao. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi, ok, máy đầu tiên của mình là con máy Shimano TW 6000. Cước 5 được 190 m. Cước 6 được 150 m. Hàng này hàng Shimano, hàng TWin, đời đời 2002. Đổi trái phải bình thường nha anh em. Tay quay tròn núm. Hoạt động hiệu mực không rung lắc. Rất là trơn tru. Ngoại hình con này thì em đánh giá tầm khoảng 95%, không có gì sức lớn hết. Đây, ngoại hình rất là êm mượt, mô pin sống, hàng từ Win của Nhật. Đây cứ ok, máy hỗ trợ ABS, cốt bật đạn. Không, cái tới quay lôi cũng êm mượt, rất là êm. Em tổng thể con lăn dây đây không xước cho con lăn luôn nha anh em. Này, mọi thứ đều rất là mới. Giá công khai con này em kêu là 3 triệu nha anh em, 3 triệu. Anh em nào đánh lục, đánh giặc bờ biển, câu tra thì câu con này đều rất là êm. Con này tải tầm 9 kg là bắt như chơi. Hơn đó cũng được. Ok, máy số nhất, máy số 1 giá 3 triệu nha anh em. Đây, tiếp theo của mình là máy MLM 5000, lộn, tem Daiwa 5000 HIA. Máy này xe tầm 9000, 9000, 10000. Không, máy tầm xe 9000. So với từ Win thì rất bự hơn rất là nhiều. Máy này mới tầm khoảng 98%. Đây, xước nhẹ cho nãy cái. Không, mọi thứ ok hết. Đít chưa bị xước. Đây, tất cả đít chưa bị xước. Đây, chỗ này dính keo thôi nha anh em. Đây, tem đây qua hàng của Nhật. Mô bin sống, cốt thì là cốt trợ lực có bi. Con lăn thì lăn bằng đồng thau, trong gói cước. Đây. Cước 4 lên được 350 m, cước 5 lên được 240 m. Con này tầm 9000. Đây cước ok. Đây cước đập rất là đã nha anh em. Đây hoạt động trơn tru. Máy hỗ trợ ABS. Máy không rung lắc nha anh em. Ngược ok. Ngoại hình con này tầm 98%. Giá con này em vẫn kêu là giá 3 triệu nha anh em, 3 triệu. Anh em nào đánh giặc bờ biển, đánh lục, đánh bạo lực, đánh đáy, đánh con này rất là êm nha. Rồi, máy số 2 giá 3 triệu. Rồi, bắt đầu là con số 3. Con số 3 của mình là con Biomaster 4000. Hàng này là hàng cối sâu nha anh em. Đây, công suất cước. Cước 4 lên được 145 m, cước 3 được 190 m. Có chống ngã, chống xước. Cái cây này là cây carbon. Rất là đẹp, chống xước máy. Hàng này hàng của Nhật nha anh em. Rộng rất là mượt. Siêu mượt luôn thì nó đặt khác. Ngoại hình tầm khoảng 90 93%. Xước chỗ những thành này. Đây đít rất xước rất là ít. Thế nào? Tổng thể máy cho anh em xem. Một bên sóng.
cốt là copy. Đời này là 2006 2008 gì đó em quên này. Và cộng trơn tru, không gung lắc. Rất là mượt. Nào, quay tới quay lui ok. Dán này công khai là 2.8 nha anh em, 2.8. Lấy cước ok. 2.8 cho một con máy lùa hàng Biomaster, hàng của Nhật. Rồi, máy số 3 2.8. Rồi, tiếp theo cho em lên cho mọi người là con số 4. Đây là một con Phenon AHAB. Đây là một con Phenon AHAB. Ngoại hình xuất sắc có thời gian anh em, nhưng chức năng hoạt động rất là bình thường. Ngoại hình trong này khoảng 90%, 85-90%. Mô bin là mô bin sống, cốt là cốt to. Đây, cốt nó đây. Đây. Cốt rất là hầm hố nha anh em. Hàng này là hàng của Mỹ sản xuất. Mất in suốt đây. Tay quay thì là tay quay dặn. Hàng này chuyên cho anh em đánh biển. Hoạt động trơn tru, không rung lắc. Máy này là hỗ trợ khóa âm KBS. Một trong những con máy mà kim loại KBS đầu tiên nha anh em. Đây, dừng lại. Giá con này em bán công khai cho anh em là 2.3 triệu. Hàng chuyên cho anh em đi đánh biển nha. Đánh biển, đánh bông lau. Máy tải tải cá rất là cao nha anh em. Máy này theo em đánh thì tầm khoảng cây 9.000, 9.000, 8.000, 9.000. Máy rất là chắc tay. Máy hỗ trợ ABS rất là chắc tay. Tất cả các con lăn này thì em test nó đều lăn hết nha anh em. Đây nó lăn rất là mượt. Con số 4 giá là 2.3 triệu. Tiếp theo của mình là con máy số 5. Con máy số 5 của mình là một con S7500. Máy này tương đương với xe 7500-8000. Con lăn lăn, ngoại hình con này là khoảng 90%. Hàng này hàng của Mỹ luôn nha anh em. Hoạt động êm mượt. Máy hỗ trợ phá âm. Đây. Hoạt động êm mượt, không rung lắc. Máy hỗ trợ phá âm. Mô bin là mô bin sống. Cốt là cốt trợ lực. Cho anh em miếng tải cá cao. Bao tải cá luôn. Hàng này anh em đánh biển là rất là thích. Đánh biển, đánh đáy rất là thích. Anh em nào tay to chút thì lấy đánh lục thì bao luôn. Đó, rất là ok. Đây, cái nồi đây. Mô bin kêu cũng rất là ngon. Lấy trước thì rất là mạnh nha anh em. Hàng của Mỹ. Tay quay là tay quay nhận. Dòng tua là 4.6.1. Giá con này em căng khai cho anh em là 2.1 triệu cộng ship. Máy có 3 chức năng phá âm. 2.1 triệu cộng ship. Máy số 5. Máy ngoại hình con này tầm khoảng 90%. Tiếp theo con máy số 6. Con máy số 6 của em lên cho mọi người là con Daiwa Kid Farm 3500. Hàng này là hàng của Nhật nha anh em, hàng của Nhật sản xuất. Mô bin là mô bin sống. Cốt là cốt trợ lực. Hoạt động là trơn tru. Giá con này công khai là 2.3 triệu nha anh em. Đây, đích trước một ít. Mọi thứ vẫn là ok hết. Hàng của Nhật 2.3 triệu là quá ok rồi. Đây. Mô bin là mô bin sống. Lấy cước nữa ok.
nó hoạt động không rung lắc luôn, rất là mượt. Hỗ trợ ABS. Chi cho anh em nào lua nè, đánh lục đầu cần, lua biển, gần đá. Hoạt động rất là ok, ok. Giá cái này công khai là 2,3 triệu. Máy số 6, hàng Kit Farm của Nhật. Đây, tiếp theo của mình là con máy số 7. Đây, đây một con đai qua ở lộn. Đây là một con Ben 6500, xây tầm 6,5-7,000. Một bên sống, con lăn lăn ok. Ngoại hình xuất sắc cho thời gian. Máy hoạt động 3 chức năng có phá âm. Lấy cước ok. Hoạt động trơn tru. Đây, phá âm. Hoạt động ok, êm mượt. Mô bên sống, cốt trợ lực, hàng của Mỹ. Máy chút này. Ngoại hình con này tầm khoảng 80-85%. Hoạt động êm mượt. Giá công khai con này là 1,7 triệu. 1,7 triệu cộng ship nha anh em. Đó, hoạt động ok. Anh em nào đánh máy này không quan trọng ngoại hình thì hốt con này về đánh. Anh em mà đánh đúng chuẩn bài á, em chấp nhận bảo hành cho anh em 2 tháng luôn. Mấy con này là đánh, nếu muốn nó mà hư một cái á, là cũng không biết câu con nào nữa. Mấy con này nhông đều là bằng đồng thau, nồi rất là bóng. Đây, quay kỹ cái nồi cho anh em xem, rất là ok. Cốt là cốt, cốt bự, rất là êm. Giá công khai là 1,7 triệu anh em. Máy số 8. Rồi, tiếp theo cho mình là con máy số máy số 7, 1,8 triệu, 1,7 triệu. Con máy số 8. Đây, tiếp theo mình là máy số 8. Máy số 8 là máy số 9, hai con nó giống nhau thôi. Để em lên một lần luôn. Đây, con này là con số 8. Ngoại hình tầm khoảng 95%. Đây, không xước nồi luôn. Con lăn là bằng bằng đồng. Đây, tem còn. Mọi thứ đều ok hết. Không có những vết xước lớn. Hàng của Mỹ. Đây, ok không? Ngoại hình tầm khoảng 95%. Đây, anh em nào thích ngoại hình thì hốt con này. Hàng này hàng của Mỹ, xe tầm 6,5-7,000. Và cộng em mượt. Máy có phá âm. Nhưng đây, hàng của trước đây. Phá âm. Đây, hoạt động ok, không rung lắc. Cốt là cốt trợ lực, cốt bự. Nồi là nồi đồng thau. Giá con này là 2 triệu nha anh em. 2 triệu. Tiếp theo là máy số 9, vẫn là giống con đó luôn, 6500XS. Giá vẫn là giá 2 triệu. Máy này chân máy nó hơi bị chóc sơn tí. Hàng cũng là hàng của Nhật, của Mỹ. Đây, ngoại hình ok. Nồi thì rất là bóng. Bóng sợ gương được luôn á. Và cộng ok, không rung lắc. Phá âm ok. Trả ngược ok. Lấy cước ok. Con lăn thì lăn quèo quèo. Giá cái này vẫn là 2 triệu anh em. Máy số 8, máy số 9 giá 2 triệu. Ngoại hình 95%. Rồi, anh em nào mua máy thì chuyện chốt để là số điện thoại thôi, em sẽ tự liên lạc với anh. Số điện thoại em sẽ để bên góc bên đây. Em có để link Facebook, link Fanpage và số điện thoại Zalo ở phần mô tả. Anh em nào thích thì có liên hệ với em. Em thiếu thông tin nào anh em cần, em cung cấp đủ thông tin cho anh em. Rồi, chào anh em nha.